10 điều sẽ không ai nói cho bạn biết khi bạn bước chân vào thị trường crypto. 1. Mồm phất tay mua. Có rất nhiều người cố tình tung tin đồn xấu và phất về dự án để khiến cho cộng đồng tâm lý hoang mang, hoảng loạn, từ đó bán tháo token và họ, cái người tung tin đồn sẽ là người gom hàng và mua lại token với giá thấp hơn. 2. Đâm là giả, gom hàng là thật. Khi bạn thấy một con token nào đó có giá đâm thì chưa chắc đó là tín hiệu xấu. Một trong số những lý do khiến cho nó đâm có thể là do cuộc chơi của những cá voi, họ cố tình bán ra khiến cho giá đâm để từ đó có một cuộc gom hàng và bùng mạnh hơn về sau. Số 3 đó là khi bạn thấy sự FOMO của cộng đồng hoặc là một người nào đó cứ liên tục thúc giục bạn mua con này đi, mua con kia đi thì chưa chắc đó là tín hiệu tốt, có thể là người ta đang dụ rất là nhiều người mua để từ đó giá token tăng và sau đó người đó sẽ bán ra và xả lên đầu bạn. 4 đó là trong thế giới ventures, thế giới quỹ của bên crypto thì chưa chắc quỹ nào cũng là tốt. Mọi người có biết là nó sẽ chia thành nhiều tier khác nhau, tier càng cao thì có khả năng đánh giá là quỹ đó càng chất lượng và càng uy tín. Tương tự như vậy sẽ có những quỹ được liệt kê vào danh sách gọi là blacklist, danh sách đen, tức là những quỹ mà khi mà nhận token từ dự án về họ sẽ bán ra ngay lập tức khiến cho giá token đâm một cách rất là nặng nề. 5 đó là các bạn đừng quá tin vào những gì ở trên mạng. Khi các bạn thấy người ta show một ví rất là nhiều tiền hay là một lệnh lời rất là nhiều tiền thì các bạn đừng lấy đấy làm một cái áp lực vô hình lên bản thân của mình, bởi vì các bạn nên nhớ rằng các bạn chỉ thấy những gì mà người ta cho các bạn thấy thôi, còn rất là nhiều những vấp ngã, những thất bại và những lệnh lỗ thì họ không show ra, cho nên là đừng quá tin vào và đừng áp lực cho bản thân những gì mà mình thấy nhé. Số 6 đó là dành cho những bạn mới, chúng ta chưa có quá nhiều kiến thức về thị trường thì tốt nhất là không nên dính vào futures hoặc là margin. Đây là lời khuyên xương máu của rất là nhiều chuyên gia cũng như là rất là nhiều người đã thất bại trong thị trường, thì tốt nhất chúng ta không nên dính vào margin và futures nha. Số 7 là khi đã bước chân vào thị trường này rồi thì các bạn tốt nhất là không tin ai hết, kể cả những KOL lớn, những cộng đồng lớn. Khi mà họ đưa ra kèo thì họ luôn luôn kèm theo một cái câu, đấy là đây không phải là lời khuyên đầu tư, các bạn hãy tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và suy nghĩ kỹ trước khi xuống tiền. Đấy thì các bạn phải tin vào bản thân của mình thôi, lời lỗ thì là do mình hết, tốt nhất là không nên tin ai cả. Số 8 đó là thực ra có nhiều dự án scam hơn bạn tưởng, tức là lừa đảo ấy. Thực ra thì không phải năm 2017 mới có nhiều đâu, mà mình thấy hiện tại ngay lúc này này có rất rất nhiều dự án gọi là pump and dump và họ chỉ là bánh vẽ thôi, cho nên là lúc nào thị trường cũng đầy rẫy những dự án scam. Các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ dự án trước khi mà đầu tư vào bất kỳ một cái gì nhé. Số 9 đó là crypto là thị trường có rủi ro cao, lợi nhuận cao và cũng là nơi đã khai sinh ra rất nhiều những tỷ phú tự thân. Các bạn hỏi là có nhiều người giàu thật từ crypto hay không thì câu trả lời là đúng, và không những nhiều người mà là rất rất nhiều người đã giàu lên từ crypto. Cho nên là các bạn, mình nghĩ đây là crypto cũng là một thị trường để các bạn có thể cân nhắc là một kênh đầu tư. Số 10 đó là việc làm tại crypto thì luôn luôn thiếu người. Cái này bạn nào đang xem video mà sau mùa dịch muốn chuyển công việc hoặc là đang chưa có việc làm thì có thể nghĩ qua một vài cộng đồng hoặc là công ty crypto apply ứng tuyển nha. Mình thấy lương rất là cao, đãi ngộ tốt, nói chung là mọi thứ đều perfect. Tuy nhiên thì ứng viên thì luôn luôn thiếu, cái này là một sự thật. Cho nên là bạn nào đang xem chúng ta có thể thử nhé.